Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Radio Đồng Ca Nhỏ. Ngày hôm nay Tiến xin phép được chia sẻ với tất cả mọi người về cái câu chuyện đang lùm xùm giữa cái cậu ca sĩ Hồ Văn Cường trong cái clip của livestream mà cô Trang Khàng cổ đăng ở trên mạng. Thì để chia sẻ cái vấn đề này thì tôi chỉ nói về vấn đề cá nhân, cái cảm nghĩ của tôi khi thấy cái clip này. Cụ thể thì cái clip livestream lên là Trang Khàng hỏi có phải xác thực là có những người tác động đến Hồ Văn Cường để đòi tiền hay không, thì cậu bé không có trả lời được. Và trong clip mà tôi thấy rất là tội nghiệp là thấy mẹ và Hồ Văn Cường cứ cúi đầu. Thì tôi không bàn sâu vô cái vấn đề clip nữa, và tôi cũng không có muốn tham gia vô cái câu chuyện mà chỉ có nội tình họ biết. Nhưng mà cái hành động livestream để kéo một cái người ở trong cuộc mà thực sự nó không hề liên quan đến cái cô Trang Khàng, nó làm cho tôi cảm thấy tôi bị rất là khó chịu, của một cái người mà đứng ngoài cuộc mà nhìn thấy một cái sự tình như vậy nó diễn ra. Bởi vì thằng bé nó chỉ là 18 tuổi mới bước vào đời thôi, nó cũng không đủ sức để có thể nó gánh chịu hoài những cái búa rìu dư luận mà do những người lớn người ta gây ra. Người ta nói là cái con nít thì nó không có biết nói dối. Và cái việc thằng Cường nó có nói dối nhiều hay là cái gì đó thì mình cũng không bàn sâu, bởi vì nó có quyền được giải bày cái tâm sự của nó. Và những cái cách mà người lớn người ta sử dụng truyền thông để mà người ta ép buộc hay là đánh động vô cái tâm lý của một cái người nhỏ thì đó là một cái hành động rất là sai trái. Nhưng mà cái việc sai trái này á, bản thân của Tiến thực sự cũng không hiểu và cảm thấy lạ lùng rằng là tại sao cô Trang Khàng là một cái câu chuyện không hề liên can đến cô. Có thể cô đang làm một cái chuyện gì đó cho bản thân ai mình không biết, mà nó cũng không có ra mặt về cái chuyện chính danh. Tuy nhiên cô lại có thể vào trong nhà được của Phi Nhung, là nơi ở của con nuôi của mình, đó chính là Hồ Văn Cường, rồi livestream và một cách nào đó là ép buộc thằng nhỏ phải trả lời, chia sẻ một vài cái vấn đề mà do chính cô ta muốn, và hay là cộng đồng mạng và những người mà coi livestream của cô ta muốn. Thì mình thấy cái chuyện này là nó vi phạm cái chuyện cá nhân, đặc biệt là cái cách ứng xử của một người lớn dành cho một đứa trẻ như vậy là không đúng. Mặc dù bên cạnh mẹ là của Cường ngồi kế bên, nhưng mà cái chuyện này nó không có phải là một trong những cái chuyện mà để có thể livestream và lôi ra để ứng xử giống như là những cái tòa án được. Mặc dù mình nói cái vấn đề này nó tòa án thì nó hơi căng, nhưng mà thực sự là giống như là đang lôi ra và tra khảo. Thì mình thấy là ngay cả cái việc mà nó xảy ra trong nhà của thằng Cường, cái nơi ở như vậy với một cái người lạ mặt như cô Trang, thì chắc chắn nếu như mà không có sự đồng ý của cô quản lý thì làm sao mà có thể vô được. Vậy thì cái việc này á, là người ta phải nên chất vấn cái cô quản lý là tại sao để cái chuyện như vậy xảy ra với một thằng nhỏ trong nhà của nó. Trên mạng thì có rất nhiều người ta cũng phẫn nộ, nhưng mà người ta không nói cái khía cạnh đó. Người ta chỉ nói phẫn nộ là tại sao lại tra khảo thằng nhỏ ở trên mạng. Cũng có nhiều người ta làm clip và người ta cảm thấy người ta bức xúc và người ta gọi tên cô Trang Khàng. Nhưng mà người ta lại quên mất rằng là tại sao cô Trang Khàng này vô trong nhà rồi làm livestream, và ai đã ép buộc cái chuyện mà thằng Cường mới ngồi trước đó, trước mặt cái buổi livestream đó để mà nghe cái lời chất vấn của cái cô Trang Khàng để đáp ứng cho cái nhu cầu cá nhân của cô, hay là những cái nhu cầu của những cái người mà người ta muốn tìm hiểu là fan hay là cái gì đó của cô Trang Khàng. Thì mình thấy cái chuyện đó là chuyện vô lý lẽ. Rồi qua khoảng chừng 2 ngày sau, trên báo chí là giật lên một cái tít đó là đã trao cho Hồ Văn Cường một cái sổ tiết kiệm, và trong đó là có tặng cho 500 triệu đồng. Thì nó vẫn là cái cách nói kèo trên của những người là người lớn của bên trong của Hằng Cường. Chúng ta không có bàn sâu trong cái chuyện là Hằng Cường sẽ được trả bao nhiêu hay là như thế nào, bởi vì đó là cái chuyện cá nhân của gia đình. Tuy nhiên cái chuyện mà cứ gác cơ và đăng ở trên mạng mà cứ nói rằng là cho thằng nhỏ, thì cái việc này nó cũng làm một cách nào đó nó cũng không có phải là cái người thực sự lớn mà có những cái hành xử cư xử lớn. Ví dụ như thằng Cường nó đi hát từ trước đến giờ là nó đã nhận được bao nhiêu,
Nhưng mà cái việc nói cho thì có thể là không cần thiết nói cũng được, hoặc là đưa ra một cái con số tổng cũng được. Đó là cái cách ứng xử của người lớn. Còn đằng này á, cái số tiền mà trả lại cho thằng Cường bao nhiêu thì không nói, và chỉ nói là cái số cho, thì đó không phải là cái kiểu minh bạch. Nếu mà bạn đã minh bạch, là những cái người lớn mà minh bạch thì người ta sẽ nói luôn là cái số tổng luôn, khỏi phải cần nói cái chuyện cho. Còn cái này anh chỉ nói cái chuyện cho thì nó đồng nghĩa với cái việc là thằng Cường từ trước đến giờ nó đã làm sai, và bây giờ là chúng tôi cho nó một cách nào đó là ràng buộc cái chuyện mà cái chuyện mang ơn của thằng Cường. Thì mình lại thấy cái chuyện là cái chuyện nó không đáng. Cái chuyện mà cho hay là gì, nó là đứa con nuôi, và nó đã sống như thế nào, đó là hành trình đời phía trước, phía tiếp của nó, cũng không nên làm cho nó bị tổn thương. Cứ nhấn vô cái chuyện trả tiền của con người ta rồi không nói rõ một cái con số, mà cứ nói rõ là cho 500, thì cũng đó giống như là cái đợt trả tiền này giống như là một cái đợt bố thí. Mình cũng không phải là cái người làm quá vấn đề, nhưng mà mình ngay cái bản thân mình đóng vai người trong cuộc, đó là tự nhiên sao phải lên trên mặt báo và nhấn cái chuyện là cho 500 triệu. Thì mình thấy tất cả những cái chuyện hành xử này mà liên quan tới những người lớn, nó từ sai từ lúc đầu cho đến lúc đuôi. Người ta nói là con hư tại mẹ, dĩ nhiên Phi Nhung là cái người mẹ nuôi, thì Phi Nhung là người đã khuất, chúng ta không có đụng vào, bởi vì nghĩa tử là nghĩa tận. Nhưng tất cả sau những cái chuyện này thì lẽ ra những cái người bên cạnh Hồ Văn Cường phải đứng về phía của nó, để làm chi? Một cái tuổi nó mới chập chững vào đời, nó dễ bị sang chấn tâm lý và nó ảnh hưởng nhiều thứ. Bây giờ xô thằng nhỏ ra với cái việc là trước cái búa rìu dư luận và đẩy những cái người ngoài cuộc ở trong gia đình của nó là như con Trang Khàn, thì mình thấy là cái chuyện nó phi lý đến một cái mức là bây giờ thằng nhỏ trở thành một trong những cái tiêu điểm để người ta có thể phóng dao, phóng tiêu vô trong cái hành trình đời của nó phía trước. Thì mình thấy cái chuyện này nó không nên. Người lớn phải có những cái ứng xử tốt hơn nữa, tại vì nó không phải là xong cái chuyện nhận tiền này, mà cái chuyện nó sẽ sống nữa, trở về quê, sống với lại người thân, nó còn nhiều thứ các cái, và hành trình đi làm nghề sau này của nó nữa. Tất cả mọi thứ đang phản lại cái hành trình đời đi phía trước của nó. Nó sẽ không có cái gì gọi là tốt đẹp ở phía trước mà để có thể cho một cái thằng nhỏ mới lớn như là thằng Cường nó có thể vào đời một cách an toàn nhất về cái mặt tâm lý. Coi như là thằng Cường nó xui, bởi vì nó cũng chỉ là một cái đứa ca hát thôi, nó cũng không có đủ cái sức để mà nó thể chống chọi tất cả những cái búa rìu dư luận mà dành cho nó. Những người thương thì dĩ nhiên là người ta cũng đã lên tiếng. Bản thân tôi thì tôi chỉ thấy một cái điều rất là quái gở, đó là tại sao người ta không bảo vệ một thằng nhỏ khi nó ở trong gia đình của mình, và cứ lấy truyền thông một cách nào đó để minh chứng rằng mình là cái người đúng, so với cái việc mà bảo vệ một cái thằng nhỏ. Nó đã là một cái cách minh chứng với tất cả mọi người, đó là cái cách tốt nhất, bởi vì nó là cái người trong gia đình của mình. Thì Phi Nhung không còn nữa thì còn quản lý, nhưng mà tại sao cứ để những cái chuyện này nó lại ảnh hưởng đến cái uy tín sau này của thằng Cường. Thì cái chuyện này là mình thấy là đây là cái chuyện ứng xử không đẹp, không đẹp của một cái chuyện đến và chia tay, mà thật sự là cái mối quan hệ không hề gọi là xa lạ, mà đó là mối quan hệ con nuôi của Phi Nhung. Sau tất cả thì mình lại giật mình ở một cái chuyện, đó là tại sao người ta bắt đầu có thói quen của cái việc là chất vấn nhau bằng cách là live stream. Chất vấn nhau một cách bằng live stream mà không chỉ là ngồi nói một chỗ và đi đến nhà người khác và lôi người khác lên live stream với mình. Quyền lực đó ở đâu? Và cái thứ quyền lực đó là cái thứ quyền lực quái gở gì? Thì đó là những cái mà mình giật mình trong cái vấn đề hôm nay mà mình chia sẻ. Chỉ hy vọng là tất cả mọi thứ nó sẽ đến tốt hơn với lại cậu Hồ Văn Cường. Tiền dĩ nhiên là làm việc bao nhiêu năm thì bây giờ có thì mình phải sử dụng như những cái việc mục đích của mình. Còn cái chuyện người ta nói cho ở trên mặt báo, người ta phủ đầu như vậy, không sao. Cái cách sống sau này của mỗi người thì người ta sẽ tự hiểu, và xã hội người ta tự nhận biết được hết. Nhưng mà những cái ranh ma mà trong cái cách chơi truyền thông như vậy mà để ảnh hưởng đến một cái thằng nhỏ như vậy thì chắc chắn là không phải là không ai nhận ra, người ta biết hết, nhưng mà không phải người ta không nói là người ta không biết. Thì chỉ mong là
sau tất cả người lớn có đủ sức chịu đựng dư luận của búa rìu của dư luận, thì chỉ mong là một cái thằng nhỏ như Cường nó vẫn còn có ba mẹ nó, thì chỉ mong là một cái người sau này sẽ làm việc trong cái nghề giải trí sẽ không có bị sự chèn ép hay là những cái tác động tâm lý nào đó mà chúng ta lại mất đi một người nghệ sĩ mà có một cái tài năng đặc biệt như là Hằng Cường. Xin cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người bình an. Cho chúng con yêu thương đồng loại, biết chia sớt đắng cay ngọt bùi, người sống với nhau con đừng gian dối. Cảm ơn cuộc sống đi qua đường dài, có chia ly và có tình yêu ở lại. Dẫu lắm lúc con tim mệt nhoài, qua đoạn trường rồi không buồn trách ai. Ước chi là áng mây trên trời, tự do bay khắp nơi theo kiếp luân hồi, hóa thành cơn mưa rơi xuống đời, gieo vào lòng người tháng ngày tươi mát. Ước chi là những giải điệu thả vào lòng tôi tắm hay nơi bụi bạc, những khúc hát yêu thương rào rạt cho lòng người nảy mầm khao khát. Yêu thương nhìn quanh đời sống hôm nay nặng nề, lòng tin với nhau héo hon ê chề, chính vì những lo toan bộn bề mà nhân ái trong ta quên đường về. Tạ ơn mẹ cha ban cho hình hài và dạy cho chúng ta biết yêu đồng loại, biết chia sớt đắng cay ngọt bùi, người sống với nhau còn đừng gian dối. Cảm ơn cuộc sống đi qua đường dài, có chia ly và có tình yêu ở lại. Dẫu lắm lúc con tim mệt nhoài, trải qua đoạn trường không còn trách ai. Ước chi là áng mây trên trời, tự do bay khắp nơi trong kiếp luân hồi, hóa thành cơn mưa rơi xuống đời, gieo vào lòng người tháng ngày tươi mát. Ước chi là những giải điệu nhạc thả vào lòng tối tăm hay nơi bụi bặm, những khúc hát yêu thương rào rạt cho lòng người nảy mầm khao khát. Yêu thương nhìn quanh đời sống hôm nay nặng nề, niềm tin với nhau héo hon ê chề, chính vì những lo toan bộn bề mà nhân ái trong ta quên đường về. Chính vì những lo toan bộn bề mà nhân ái trong ta quên.